Chương trình Farm Trip khảo sát kích cầu du lịch nội địa của Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội 2020 đã đến với hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Tại Hà Tĩnh, đoàn đã khảo sát tuyến điểm chùa Hương Tích, Can Lộc, tọa lạc tại vùng phong cảnh đẹp hoang sơ hữu tình trên độ cao 650m so với mặt nước biển. Hiện nay đã có hệ thống cáp treo để lên chùa, du khách chỉ mất chừng 5 phút đi cáp treo từ chân núi tới chùa. Chùa Hương Tích hay còn gọi là Hương Tích Cổ Tự, có nghĩa là chùa thơm. Chùa có danh hiệu Hoan Châu Đệ Nhất Danh Thắng, xếp vào hàng 21 thắng cảnh nước Nam xưa kia, tọa lạc trên lưng chừng đỉnh Hương Tích, một trong những ngọn núi đẹp nhất của dãy núi Hồng Lĩnh thuộc xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Hội chùa diễn ra vào ngày 18 tháng 2 âm lịch, cứ 3 năm lại tổ chức hội lớn một lần. Chùa Hương Can Lộc Hà Tĩnh được biết đến là phiên bản chính của chùa Hương Tích ở Hà Nội. Theo cuốn Hương Sơn Thiên Trù Thiền Phả, một vị hòa thượng được lệnh của chúa Trịnh sau khi đi tuần thú, xác định địa điểm và cho xây dựng chùa Hương Tích ở Hà Nội từ đời Lê Huy Tông dưới niên hiệu Chính Hòa năm 1680 đến năm 1704. Trong khi theo sách Hương Sơn Báo Quyển, chùa Hương ở Hà Tĩnh là một động cao và khuất, thường có mây mù bao phủ. Đến Nghệ An, đoàn Farm Trip, Câu lạc bộ UNESCO Hà Nội cùng hơn 60 doanh nghiệp lữ hành vào dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khu di tích Kim Liên. Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An là một di tích có giá trị đặc biệt quan trọng liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ khi thành lập đến nay, khu di tích Kim Liên đã trở thành địa chỉ đỏ, điểm du lịch thu hút lượng lớn đồng bào cả nước, du khách quốc tế đến tham quan, nghiên cứu và tưởng niệm. Những năm qua, việc xây dựng khu di tích Kim Liên ở Nam Đàn, Nghệ An đã trở thành khu du lịch trọng điểm quốc gia và là một trong 4 khu di tích quan trọng bậc nhất về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đang là mục tiêu mà Nghệ An đã và đang nỗ lực để hướng tới. Trong cái kế hoạch hoạt động của câu lạc bộ trong năm 2020, thì câu lạc bộ cũng đã lập những cái kế hoạch để khảo sát các cái dịch vụ về du lịch nội địa. Và đặc biệt là sau cái dịch Covid mà Việt Nam đã khống chế thành công, thì câu lạc bộ đã thực hiện cái chuyến khảo sát đi 4 tỉnh miền Trung, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa, thì và hướng tới kỷ niệm 135 ngày sinh của Bác Hồ Chí Minh, thì câu lạc bộ cũng đã hướng cái hành trình về thăm quê Bác. Và đây cũng là một cái hành trình mà du khách luôn hướng tới, và đặc biệt khi về tới miền Trung và đặc biệt là về tới Nghệ An, thì đây là một cái hành trình mà không thể thiếu đối với tất cả du khách trong nước và cũng như là du khách quốc tế. Trong hành trình thì chúng tôi cũng xây dựng một cái hành trình về các cái điểm về tâm linh, trong đó là di tích quê Bác, và ở Hà Tĩnh thì chùa Hương Tích, và Quảng Bình thì lăng mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là một cái trong những cái điểm mà di tích đặc biệt, và du khách khi tới miền Trung chắc chắn là sẽ ghé qua tham quan. Đoàn ghé thăm đền thờ Đức Thánh Cả, một địa điểm nằm trong khu di tích Kim Liên, nơi thờ Xuân Lâm tướng quân Nguyễn Đắc Đài, người đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm dưới thời nhà Trần. Thời niên thiếu khi còn ở làng Sen, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường được thân phụ Nguyễn Sinh Sắp dẫn sang đền thờ để thắp hương tưởng nhớ tướng quân, một người con ưu tú của quê hương. Một trong những điểm du lịch tâm linh không thể bỏ qua khi đến khu di tích Kim Liên là đền Trung Sơn, có ý nghĩa sâu sắc nhằm tri ân công lao to lớn đối với các cụ thân sinh và anh chị em ruột của Bác Hồ, phù hợp với đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt. Công trình được thiết kế hài hòa, đảm bảo giữa đền thờ với các hạng mục và cảnh quan, không gian. Gắn liền với quy hoạch phát triển núi Trung thành khu du lịch sinh thái và các điểm di tích liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đền có 18 hạng mục công trình, bao gồm đền thờ chính, tả hữu vu, nhà chuông, nhà trống, nghi môn nội, nghi môn ngoại, bình phong đá,
lầu hóa vàng, san nền, tường kè, cây xanh, cấp thoát nước, cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà, chống sét, sân đường, bồn hoa, tường rào, chống mối, nhà vệ sinh, cấp điện chiếu sáng trong nhà, nội thất thờ tự.